Rồi xin chào anh chị các bạn trở lại với uh, nào của em uh, Hiện nay thì uh, Hyundai Kona đang có một cái mức giá bán khá là dễ chịu Cho anh chị đang có nhu cầu tìm mua xe vào tháng 12 uh, Mẫu uh, xe đô thị gầm cao của Hyundai này Thì uh, của em uh, thực sự là trong tháng 12 này lượng xe cũng khá là ổn Và chúng ta đang có chương trình khuyến mại khá là tốt 3 uh, phiên bản thì uh, Kona tiêu chuẩn giá niêm yết 624 triệu đồng uh, Tháng 12 này bên em chào bán là 582 triệu đồng các anh chị ở tỉnh như Bắc Ninh thì hiện nay mức giá lăn bánh sau chương trình giảm thuế thì chúng ta sẽ dự kiến khoảng 618 triệu đồng nhé. Trả góp chỉ từ 155 triệu đồng. À, Kona bản đặc biệt. À, hiện nay thì bên em đang trả bán là 643 triệu đồng. Chi phí lăn bánh dự tính sẽ là 682 triệu đồng. Và trả góp từ 170 triệu. À, Hyundai Kona 1.6 Turbo bản cao cấp nhất. Thì hiện nay mức giá chào bán đang là 681 triệu đồng. Mức giá lăn bánh dự tính chúng ta sẽ dao động vào khoảng 725 triệu nhé. À, thật sự thì với cái mức giảm giá như này và chương trình hỗ trợ 50% thuế trước bạ thì các đầu xe Hyundai thật sự chúng ta đang mua trả góp khá là dễ và số tiền bỏ ra không quá nhiều. À, cao nhất cũng chỉ là 180 triệu cho phiên bản 1.6 turbo. Chúng ta có thể lăn bánh Hyundai uh, Kona ra đường Hiện nay thì uh, anh chị đang ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay các tỉnh lân cận Có nhu cầu tìm mua xe, xem xe và cần lái thử thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em Để chúng ta có được cái khuyến mại uh, báo giá cũng như là báo lại cái lịch xe sớm nhất nhé Vì thông thường thì tháng 12 uh, cái lượng xe cuối năm sẽ khó, uh, nhà máy trả sẽ không nhiều Sẽ dồn sang tháng 1 và đầu sau năm khá là nhiều uh, tuy nhiên uh, với anh chị mà đang có nhu cầu tìm mua trả góp thì chúng ta sẽ lưu ý một số thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị như là đăng ký kết hôn hoặc chứng nhận độc thân, sao kê bằng lương và chứng minh thu nhập. Với những anh chị mà có thể chứng minh thu nhập và có lương chuyển khoản, chúng ta có thể lựa chọn những cái hàn ngân hàng như là cihan bank để nhận được cái ưu đãi trong toàn bộ thời gian vay. Còn với những cái ngân hàng thương mại cổ phần thì hiện nay sẽ có chương trình hỗ trợ vào khoảng một năm đầu lãi suất dao động vào khoảng là 7,5 đến 8% một năm. Sau đó thả nổi theo uh, biên độ tiền gửi lãi suất. Biên độ cộng với uh, lãi suất tiền gửi nhà nước nhé dao uh, động vào khoảng uh, 1, đến 1,1%. Cái này tùy vào ngân hàng và tùy vào từng thời điểm. Thì uh, mình có nhu cầu có alo trực tiếp bên em để hỗ uh, trợ tư vấn thêm về lãi suất. Uh, số tiền vay tối đa thì sẽ là 80% giá trị xe nên là mình sẽ chuẩn bị 20% cộng với 5% thuế trước bạ. À, bảo hiểm thân vỏ và chi phí đăng ký đăng kiểm nó đó vào khoảng 5 đến 7 triệu tùy từng tỉnh địa phương và thời gian đóng phí chốc à, phí đồng bộ đó à, sơ qua nhanh về giá xe Hyundai Kona thật sự là giá khá hấp dẫn và anh chị đang có nhu cầu thì alo giúp em cho hotline đặt đính kèm trên màn hình nhé Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo